Theo Bộ Công Thương, các cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ xuất thân từ các trường dạy nghề, trải qua bề dày xây dựng đã phát triển trở thành các trường đại học theo định hướng đào tạo ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công thương và xã hội trong các lĩnh vực như cơ khí, hóa chất, điện, điện tử, tự động hóa, kinh doanh. Hiện khối các trường đại học của Bộ Công Thương có 9 cơ sở đào tạo tại 6 tỉnh thành phố với quy mô đào tạo chiếm khoảng 65% tổng quy mô đào tạo của 34 trường thuộc Bộ. 5 trường đã hoàn thành việc thành lập hội đồng trường. Tuy nhiên, hoạt động tại một số trường chưa ổn định, mất cân đối trong cơ cấu trình độ và ngành nghề đào tạo. Hệ thống thiết bị dạy học của nhiều trường không theo kịp công nghệ thực tế sản xuất của doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường và doanh nghiệp chưa có sự gắn kết bền vững, có chiều sâu để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như hiệu quả đầu ra của sinh viên. Tại buổi làm việc trực tuyến giữa Bộ Công Thương với lãnh đạo các trường đại học trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị phải chú trọng đào tạo kiến thức nhưng cũng phải chú trọng đào tạo về phẩm chất, nhân cách sinh viên, đổi mới công tác quản trị nhà trường trên cơ sở phát huy dân chủ của đội ngũ giáo viên, tăng cường áp dụng công nghệ số, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, tích cực mở rộng hợp tác trong và ngoài ngành, đẩy mạnh liên kết các cơ sở sử dụng lao động giữa các đơn vị trong hệ thống đào tạo nhằm chia sẻ khó khăn để tạo thuận lợi trong hoạt động. Bộ trưởng cũng giao các đơn vị chuyên môn của Bộ căn cứ kiến nghị của các trường để tập trung tháo gỡ khó khăn cho các trường theo đúng thẩm quyền, hướng dẫn, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ để sớm có hướng giải quyết kịp thời các vấn đề bất cập, vướng mắc của các cơ sở đào tạo.